phẫn nộ nạn dùng camera quay lén nhà trọ, nhà nghỉ xâm hại hình ảnh phụ nữ, chị em cách gì bảo vệ mình. Nhiều phụ nữ hiện nay dễ dàng rơi vào tầm ngắm của kẻ xấu khi cố tình đặt máy quay lén ở khách sạn, phòng tắm, phòng thay đồ hoặc thậm chí cả khu vực công cộng có nhiều người qua lại. Dư luận cực lực lên án hành vi quay lén trong thời gian qua. Mới đây vụ việc người mẫu Châu Bùi là một trường hợp điển hình. Cô bị đặt máy quay lén là chiếc đồng hồ ngụy trang trong phòng thay đồ của một studio nằm ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc này khiến Châu Bùi bị sốc nặng, cảm thấy bất an. Phải lên tiếng mạnh mẽ và trình báo công an vào cuộc. Chưa kể, sau đó đã làm dậy sóng cộng đồng mạng vì hành vi vô đạo đức của một người trẻ đang làm việc tại studio nói trên. Trường hợp khác là chị Y, 20 tuổi, quê Bắc Giang, đến khu trọ của ông N tại P. Yên Nghĩa, Quy, Hà Đông, để thuê phòng ở. Chị Y ở ghép cùng hai người khác cùng tuổi. Ngày 18 tháng 4 vừa qua, chị Y phát hiện phòng tắm của phòng trọ có lắp một chiếc camera tại vị trí dưới đèn nhà vệ sinh nên đã đến công an trình báo. Người mẫu Châu Bùi bị quay lén trong nhà vệ sinh hồi tháng 5 vừa qua khai với công an. Ông N nói từ tháng 6 năm 2023, do bản thân ham muốn xem lén người thuê phòng là nữ tắm nên đã lên mạng xã hội đặt mua 3 bộ camera về lắp vào phòng tắm của các phòng trọ ở tầng 5. Ngoài xem trực tiếp trên điện thoại, ông N còn lưu lại video quay lén trên ứng dụng của camera để có thể xem lại. Ngày 4 tháng 7, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Khắc Giang, 37 tuổi, ngụ tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Sau khi thuê phòng tại nhà nghỉ, Nguyễn Khắc Giang đã lắp đặt camera nhằm ghi lại clip nhạy cảm của khách đến thuê phòng để cưỡng đoạt tài sản. Chủ nhà trọ lắp hờ nhiều camera giấu kín vì muốn xem khách nư tâm ở ngoài những sự việc bị quay lén và đã phát hiện nói trên thì hiện nay. Nguy cơ phụ nữ bị quay lén và phát tán trên các nền tảng mạng cũng không ít. Từ những clip do hack camera đến các clip quay lén phụ nữ. Gõ cụm từ quay lén trong một số trang mạng xã hội, website đều cho ra hàng loạt mỹ từ mời gọi có nội dung về các clip quay lén phụ nữ. Như mạng xã hội X, khi gõ cụm từ này đều cho ra rất nhiều tài khoản có nội dung kèm các clip quay lén phụ nữ trong nhà vệ sinh và được đăng tải công khai. Nhiều hình ảnh quay lén trong nhà vệ sinh được phát tán trên mạng xã hội gây tổn thương cho nhiều nạn nhân, hay nhiều hội nhóm trên Telegram cũng liên tục đăng tải hình ảnh quay lén phụ nữ ở nơi công cộng. Cụ thể, đối tượng sử dụng camera quay lén nhỏ hoặc điện thoại rồi đến những nơi đông người như trung tâm thương mại, trạm xe buýt, lối đi bộ, nhà vệ sinh, rồi thực hiện hành vi quay từ dưới hoặc những nơi nhạy cảm. Mục đích là để bắt được hình ảnh nhạy cảm nơi cơ thể phụ nữ, hoặc nhiều clip được quay lén trong nhà vệ sinh công cộng. Cách nhận biết camera giấu kín, ông Hà Anh Lĩnh, giám đốc kỹ thuật công ty Hà Anh Telecom, chuyên về lĩnh vực viễn thông an ninh camera tại thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang, cho biết camera quay lén thường nằm ở những vị trí giấu kín, khó nhìn thấy. Để nhận biết khách sạn, phòng thay đồ, nhà vệ sinh có lắp camera quay lén hay không, ông Lĩnh nói cần chú ý quan sát và kiểm tra các khu vực xung quanh một cách cẩn thận. Những nơi camera quay lén được lắp là thiết bị báo động khói, đồng hồ treo tường, báo thức, máy lạnh, nội thất trang trí tường, móc quần áo, ổ cắm điện, đèn bàn, đèn tín hiệu phía dưới TV. Ngoài ra, trên cây lau nhà, lỗ trên cửa, mái nhà, chuông cửa cũng đều có thể lắp camera. Theo tôi thấy thì lắp vào đồng hồ treo tường ở vị trí số 6 và 8 hoặc thiết bị báo khói màu đen là khó phát hiện nhất, ông Lĩnh cho biết. Camera giấu kín thường được ngụy trang cùng với các vật dụng khác. Nếu mắt thường không phát hiện được camera giấu kín thì có thể dùng thiết bị đơn giản nhất là điện thoại thông minh của chính mình. Đầu tiên, cần tắt hết đèn kể cả màn hình điện thoại. Kiểm tra xem có bất kỳ đèn LED nào sáng nhấp nháy hoặc phát sáng mà không rõ nguồn gốc. Những đèn như vậy có thể là các camera giấu kín. Theo ông Lĩnh, với những phụ nữ chẳng may bị quay lén, tung video clip lên các website khiêu dâm thì điều cần ngăn chặn là liên hệ, gửi thư đến các công ty công nghệ lớn như Google, Microsoft hay Facebook. Bởi những công ty này đều có những biện pháp đối phó với vấn nạn revenge porn. Những nạn nhân bị tung ảnh nóng hoàn toàn có thể gửi thư đến Google hay Microsoft yêu cầu ngăn chặn xuất hiện kết quả tìm kiếm có liên quan đến hình ảnh, đoạn video bị phát tán của họ.
Còn Facebook cũng đã phát triển trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện đâu là phim khiêu dâm bình thường và đâu là phim khiêu dâm mang tính trả thù để tiến hành gỡ những đoạn phim đó trên nền tảng. Trong khi đó, anh Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Bảo mật, An ninh mạng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Học viện sẽ chia HVSC, cho rằng các tấm gương, kính, soi cũng là dấu hiệu để xem có phải là kính hai chiều, tức một chiều bên kia có thể nhìn thấy được toàn bộ chiều còn lại, người dùng sẽ thấy như tấm gương bình thường. Cách nhận biết, đặt đầu ngón tay mình lên bề mặt gương, nếu giữa hai đầu ngón tay không hề có khoảng trống nào, thì có thể đó là gương hai chiều, bạn đang bị theo dõi, bên trong gương vẫn có thể lắp đặt camera giấu kín, dù là gương một hay hai chiều. Theo anh Khoa, thị trường có bán nhiều thiết bị dò, quét camera không dây, hồng ngoại, sử dụng sóng điện thoại, có anten, tai nghe rung, kêu tiếng khi phát hiện, có giá khoảng 300.000 đồng. Camera giấu kín được bày bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử. Nạn nhân cần thu thập các chứng cứ. Luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng hành vi ghi hình khi chưa được sự đồng ý của người khác là vi phạm quyền cá nhân đối với hình ảnh và quyền về đời sống riêng tư. Bí mật cá nhân. Quyền này được quy định tại Điều 32, Điều 38 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Do đó, hành vi lắp camera quay lén ở phòng trọ, phòng thay đồ, khách sạn hoặc ra các nơi công cộng để quay lén phụ nữ là trái pháp luật. Hành vi này có thể bị phạt tiền từ 40, 60 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc hủy bỏ thông tin cá nhân do thực hiện hành vi vi phạm. Theo điểm C khoản 2 Điều 84 Nghị định 15, 2020, Nghị định Chính phủ được sửa đổi bởi khoản 30 Điều 1 Nghị định 14, 2022, Nghị định Chính phủ, nếu người có hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin đã quay lén của người khác với mục đích làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, làm giảm uy tín của cá nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự. Mức phạt tù cao nhất lên đến 5 năm. Trường hợp người nào sử dụng các hình ảnh, clip quay lén này để làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàn trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định tại Điều 326 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm. Người bị xâm phạm có thể yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai, yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường. Cũng theo luật sư Nhật, trong trường hợp phụ nữ bị quay lén và đăng tải hình ảnh lên các nền tảng mạng mà không biết thủ phạm là ai thì nạn nhân cần thực hiện ngay việc xác lập các chứng cứ về hành vi vi phạm này, quay video, chụp hình lại hoặc lập vi bằng để làm chứng cứ và làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan công an để yêu cầu điều tra xử lý theo quy định.